chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Lời Cảnh Báo của Đài Truyền Hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, sử dụng tinh bột nghệ trong hỗ trợ điều trị bệnh và làm đẹp đã không còn quá xa lạ với nhiều người. Nghệ được xem là một trong những loại dược phẩm thiên nhiên quý dùng trong việc chăm sóc hồi phục da bị tổn thương và điều trị các bệnh về dạ dày tiêu hóa. Tuy nhiên, giữa thị trường cạnh tranh, nhiều người vì lợi nhuận mà bất chấp bán tinh bột nghệ giả pha tạp chất. Có bao giờ quý vị tự hỏi là tinh bột nghệ mà mình đang sử dụng liệu có nguyên chất hay không? Và nếu như sử dụng phải tinh bột nghệ giả bị pha trộn thì có tác hại gì? Lời Cảnh Báo ngay sau đây sẽ giúp quý vị giải đáp những thắc mắc này. Không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, không kiểm định chất lượng và giá cả bất nhất. Thế nhưng, hầu hết các loại tinh bột nghệ đang rao bán trên thị trường đều được cam kết là hàng nguyên chất 100%. Ngoài ra, tinh bột nghệ hiện còn được bán phổ biến trên mạng xã hội. Chỉ cần tìm kiếm với từ khóa tinh bột nghệ là cho ra hàng trăm kết quả với hàng ngàn thông tin quảng cáo khác nhau, với giá rao bán từ 400 đến 700 ngàn đồng một ký. Đầu đầu cũng cam kết sản phẩm của mình là hàng xịn, có hàm lượng curcumin cao nhất. Curcumin là một hoạt chất có trong nghệ vàng, rất có lợi cho sức khỏe người dùng. Vậy tinh bột nghệ là gì? Nó có khác gì với bột nghệ mà được nhiều kẻ bán, người mua đến vậy? Tinh bột nghệ tức sử dụng củ nghệ tươi nghiền nát, hòa với nước và qua nhiều lần sàng lọc loại bỏ chất xơ. Sau đó, tinh bột này lắng xuống, đem phơi khô sẽ thu hoạch được tinh bột nghệ. Tinh bột nghệ thường được sản xuất bằng máy để tách phần dầu nhựa và thu được hàm lượng curcumin cao. Tinh bột nghệ nguyên chất được dùng để làm đẹp và chữa bệnh. Giá bán từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng một ký. Còn bột nghệ chỉ là củ nghệ phơi khô, sau đó nghiền ra để thành bột, giá trị 40 đến 50.000 đồng một ký, thường được dùng trong chế biến thực phẩm. Phóng viên chương trình Lời Cảnh Báo đã tìm đến một số nơi bán tinh bột nghệ trên đường Nguyễn Thái Sơn thuộc quận Gò Vấp. Theo quan sát, đa phần mặt hàng này được đựng trong những hũ có trọng lượng từ 1 lạng đến nửa ký, tùy vào nhu cầu mua của khách. Tuy nhiên, chúng không hề có thông tin sản phẩm, còn người mua thì chỉ dựa vào lời giới thiệu qua loa của người bán. Qua dò hỏi thì mỗi ký như vậy có giá từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng tùy vào chất lượng loại hàng. Ủa mà chắc là hàng ấy không anh? Với giá cả mỗi nơi mỗi khác, người tiêu dùng như lạc vào ma trận với lời cam kết chắc nịch của người bán. Nào là tinh bột nghệ vàng, tinh bột nghệ đỏ, đen, thậm chí là cả tinh bột nghệ ở quê tự làm. Tuy nhiên, không ai biết được chất lượng và lời cam kết kia có đúng được phần trăm nào hay không. Mình cảm thấy hơi lo, tại vì hóa chất thì nó không có tốt cho da của mình. Nếu mà nghệ pha tinh bột thì chắc mình sẽ không sử dụng đâu. Mình phải xem thử. Xem là nó có phải là làm từ hóa chất hay là làm từ bột nghệ thiên nhiên không? Thực tế, để làm 1kg tinh bột nghệ nguyên chất phải mất khoảng 30kg nghệ tươi, tương đương 800.000 đồng. Với giá nguyên liệu đầu vào cao, chưa kể công cán, mà giá thành phẩm tinh bột nghệ chỉ bán với giá 400.000 đồng đến 700.000 đồng, thì người bán không thể có lời. Do vậy, để có lợi nhuận, một số nơi thường trộn thêm bột nghệ hoặc trộn cả bột mì, bột năng, bột sắn và phẩm màu vào để đủ cân, đủ lạng. Nếu sử dụng tinh bột nghệ bị pha trộn để làm đẹp sẽ khiến da vàng, khó rửa sạch và không có tác dụng. Với những người dùng để uống sẽ hại sức khỏe bởi bột nghệ chưa được lọc bỏ các chất có hại, đó là chưa kể đến các nguyên liệu khác bị pha trộn. Trong giờ chúng ta dùng đúng tinh bột nghệ thật, tinh bột nghệ nguyên chất thì nó có tác dụng tốt, trừ khi chúng ta dùng quá liều, hoặc chúng ta dùng quá nhiều thì nó sẽ có những cái bị dị ứng, bị đầy hơi, bị khó chịu, đau bụng, rồi bị chảy máu này kia, thì những cái tác dụng phụ của nó. Nhưng mà còn nếu mà chúng ta dùng cái tinh bột nghệ đó không phải tinh chất, tức là pha trộn các cái thuốc khác hoặc mình sản xuất thủ công, thì nó có rất nhiều tạp chất trong đó, và những tạp chất đó thì nó sau đầu nó sẽ gây ra cái dị ứng, rồi gây ngộ độc, rồi gây có những cái phản ứng toàn thân có hại cho cơ thể. Do những tạp chất mình không kiểm soát được, do những tồn dư của nó sau này nó còn gây tổn thương đến gan, thận, rồi có những cái có thể nếu người ta pha những cái chất mà nó quá độc đi nữa và nữa thì có khi là còn độc hơn cho cơ thể, có thể gây ra ung thư. Mình không biết được trong những cái chất pha nó có những cái gì và mình không kiểm soát được, mà không kiểm soát được thì rõ ràng khi bị ngộ độc nhiều khi nó không biết
đáp ứng ra thị trường mình mua thì tôi nghĩ tốt nhất nên tìm hiểu trước cái hiệu, ví dụ cái nhãn hiệu nó như thế nào mình nên tìm hiểu trước nó, xem nhà sản xuất có uy tín hay không, nhà phân phối có uy tín hay không, rồi những cái thành phần nó có đúng là curcumin hay không, hay là nhiều tạp chất khác nữa, thì để chúng ta có thể mua được những cái sản phẩm tốt nhất. Không nên mà dùng quá liều. Một ngày ấy, trung bình với bột nghệ thì có thể dùng từ 4 đến 12 gram một ngày, nhưng mà tinh bột nghệ thì chỉ dùng từ 2 đến 4 gram một ngày thôi. Không nên dùng nhiều sẽ có tác dụng phụ này. Ngoài những cách phân biệt cơ bản, tốt nhất người tiêu dùng nên tìm mua tinh bột nghệ có thương hiệu, có nguồn gốc, có hạn sử dụng và chất lượng được kiểm định rõ ràng, nên tìm hiểu kỹ trước khi mua, tránh tâm lý dễ dãi, ham rẻ mà mua phải hàng giả, hàng pha trộn mà tiền mất tật mang. Thưa quý vị, ông bà ta có câu, của rẻ là của ôi. Vì thế chúng ta phải hết sức cẩn trọng và luôn đặt nghi vấn trước những loại tinh bột nghệ giá rẻ, không rõ nguồn gốc, nhãn mác, được bán trôi nổi trên thị trường để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe quý vị nhé. Và thưa quý vị, lời cảnh báo ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.